việc kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền để công kích nhà nước Việt Nam và ca ngợi các thành phần chống đối trong quá trình cải tiến mô hình dân chủ đa Đảng các nước phương tây đã xây dựng các hệ chuẩn mực về nhân quyền để làm thước đo đánh giá định hướng và truyền bá nền chính trị của họ từ thập niên 1990 đến nay nhà nước Việt Nam đã cam kết tuân thủ nhiều quy định về nhân quyền vừa để hội nhập với thế giới về mặt kinh tế và ngoại giao vừa để phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững nhân đó nhiều nước Âu Mỹ đã dùng các thước đo nhân quyền để can thiệp vào nền chính trị của Việt Nam và các nước khác, nhằm bành trướng mô hình dân chủ đa đảng của phương Tây. Tận dụng cơ hội này, trong những năm gần đây, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối đã lấy tín điều nhân quyền làm vỏ bọc, lá chắn và nền tảng lý luận để vừa thuyết phục các nước phương Tây ủng hộ mình, vừa trốn tránh các biện pháp xử lý của nhà nước. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, nhiều tổ chức cá nhân đã Trung đối đã kỷ niệm 70 năm ngày tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền ra đời. Nhân sự kiện này, họ cũng vin vào tín điều nhân quyền để công kích chế độ chính trị của Việt Nam, đồng thời ca ngợi nhân sự của họ. Trọng tâm của chiến dịch tuyên truyền này là các giải thưởng về dân chủ, nhân quyền được trao ở hải ngoại. Trong tuần qua, Đảng Việt Tân đã trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng cho Trần Thị Nga. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã trao giải nhân quyền 2018 cho Phạm Đoan Trang, Trần Thị Nga và Hoàng Đức Bình. Liên hội vì hòa bình thế giới UPF đã trao giải sống vì tha nhân cho Kiều Ngọc. Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Tôn Giáo cùng phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền đã trao giải nhân quyền cho 4 người bị đánh trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 là Hứa Hoàng Anh, Đoàn Huy Trương, Huỳnh Tấn Tuyên, Đình Văn Hải hội ái hữu, tù nhân chính trị, tôn giáo cũng trao 50 phần quà cây mùa xuân dân chủ cho những người bị xử tù sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6. Trong đó, có thể có những đối tượng tham gia bạo động. Nhìn chung, các cá nhân nhận giải đều đang là những đối tượng chịu thiệt hại từ hoạt động của mình. Thông qua việc bị đánh hoặc bị kết án tù trong năm vừa qua, khi làm truyền thông, giới chống đối đồng loạt tuyên truyền rằng số đối tượng này đều là người đấu tranh cho nhân quyền chứ không làm gì sai và nhà nước Việt Nam đang vi phạm nhân quyền khi đánh, truy tố họ. Thông điệp này có chỗ sai sự thật. Vì Phạm Đoan Trang đã công khai mục đích lật đổ chế độ, Hoàng Đức Bình đã tổ chức một cuộc bạo động và nhiều đối tượng bị bắt do tham gia bạo động chứ không phải do các hoạt động liên quan đến dân chủ, nhân quyền. Ngoài ra, Phạm Đoan Trang đã chủ động xúc phạm các nhân viên công vụ, dẫn đến sâu sát có tính cá nhân chứ không bị đánh vì lý do chính trị như Trang mô tả. Tương tự, không có bằng chứng nào cho thấy Hứa Hoàng Anh đã qua đời sau khi tiếp xúc với công an như tuyên bố mà người trao giải đưa ra. Truyền thông chống đối đã chỉ khẳng định tin đồn này bằng các bằng chứng giả như một tờ giấy mời lên đồn có từ năm 2017 và ảnh chụp nạn nhân trong một vụ việc khác. Ngoài việc ca ngợi các cá nhân đoạt giải nêu trên, giới chống đối cũng kể chuyện hoặc diễn trò để thuật lại các vụ vi phạm nhân quyền mà mình là nạn nhân. Ngoài ra, họ cũng hưởng ứng một lời kêu gọi mà đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Kristen Brick đã đưa ra. Theo đó, cộng đồng mạng sẽ chia sẻ một video quay cảnh 21 đại sứ và phó đại sứ của các sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đọc bản tuyên ngôn nhân quyền bằng tiếng mẹ đẻ. Như vậy, giới chống đối đã trao cho mình 59 giải thưởng để kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền. Tuy nhiên, những hoạt động rình rang này không chứng tỏ rằng họ đang mạnh trong những năm trước giới chống đối thường tổ chức ngày quốc tế nhân quyền ở các địa điểm công cộng để tuyên truyền tín hiệu nhân quyền cho dân quần chúng trung lập. Năm nay, họ đang chứng kiến một bước lùi khi chỉ còn tổ chức sự kiện ở nước ngoài và trên Internet. 50 kẻ bạo động mù chữ ở Phan Rí có mang đến dân chủ nhân quyền cho Việt Nam không? Có nên nói dối về nguyên nhân chết của hứa Hoàng Anh để tố cáo nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền không? Khi trao giải nhân quyền một cách gian dối như vậy, các nhóm chống cộng thật sự muốn bảo vệ nhân quyền hay chỉ lợi dụng khẩu hiệu nhân quyền để thực hiện tham vọng lật đổ của mình. Sóng truyền thông